Một bài nữa nha, là bài 8D. Ở bài 8D thì các bạn có thể lấy mặt cho hình chiếu đứng từ mặt này lại hoặc là mặt bên phía này lại cũng được nha. Đấy. Thì bây giờ thì thầy sẽ lấy, các bạn muốn lấy từ từ mặt nào lại? Các bạn muốn lấy từ mặt này lại cho nó dễ. Mặt bên phải đi thầy. Nên phải từ mặt này đúng không? Từ mặt lại đúng không? Dạ đúng. Rồi. Để chúng ta lấy được ý của cái điểm này vào đây. Như vậy dễ dàng mình vẽ được luôn này. Đúng không? Như vậy từ điểm này dễ dàng xác định được. Từ đây lên đây 45, nhanh thôi. Sang đây một đoạn là 20. Đúng không các bạn? Rồi, để đây cái đã. Từ đây lại đây, sang đây một đoạn 45. Lên đây là đoạn là bằng 10. Sang đây là đoạn bằng bao nhiêu biết không? 15 15. Và lên đây một đoạn bằng bao nhiêu? 25 20. 25. Rất nhanh chóng mình xác định được điểm này. Đấy. Đủ chưa? Đủ những cạnh mà mình nhìn thấy chưa? Còn cái đường tròn. À, con đường tròn ở đây thì mình phải xác định tâm trước, đúng không? Các bạn sẽ phải xác định tâm trước cho thầy, rồi các bạn mới mới vẽ được, đúng không? Và đường tròn là từ đây đến đây người ta cho là 15 và từ đây đến đây là người ta cho là 20. Như vậy là bạn sẽ phải xác định cái khoảng cách cho nó đúng nha. Thì ở đây thầy sử dụng phần mềm thì thầy sẽ thể hiện luôn đường tròn, đúng không? Để xác định luôn điểm tâm cho nó. Điểm tâm cho nó. Còn không của các bạn, khi các bạn vẽ là các bạn phải đặt thước ở đây này, bạn đặt thước một đường dựng hình này, bạn có thể là lấy sử dụng đường dựng hình nhé. Bạn vẽ từ điểm này lên đây, bạn sử dụng điểm này từ điểm này lên đây, bạn đo đây một đoạn chính là bằng 15, sau đó vẽ lên đây một đoạn nó chính là bằng bằng 20. Đấy. Được chưa? Đấy, từ 20 thì bạn có thể lấy vị trí điểm này làm tâm cũng được, tùy nhá, hoặc là nối thứ hai, nối từ điểm này sang đây làm tâm cho hai điểm này gặp nhau thì nó cũng là tâm của đường tròn. Ở đây thì thầy sử dụng phần mềm, do đó thầy vẽ luôn, xác định luôn đường tâm nhá. Rồi, tâm. Đấy, thầy xác định luôn được tâm của đường tròn, thầy đổi cho cái nét bao. Tâm của đường tròn nơi bán kính là 8, đường kính là 16. Đấy, được chưa? Đấy, xác định luôn điểm này. Nhớ là phải xác định tâm này trước nha. Đây, tâm này. Được chưa? Đấy là tâm của cái đường tròn. Rồi, chúng ta còn đường nào nữa mà chúng ta có thể thấy được hoặc là không thấy được? Con đường không thấy rồi. Đường không thấy chính là cho cái cung này phải không các bạn? Đúng. Rồi, Dạ. như vậy mình chuyển sang đường này, nó là đường nét nét khuất, và mình phải đo thước từ điểm này vào đây một đoạn nó chính là bằng 10. 10, đúng không? Chính là bán kính của cái cung tròn đó và nối điểm này. Đủ chưa? Còn một đường khúc đi ngang. Một đường khuất đi ngang, ngang điểm nào? Cái đường này ở trên cái lõm, Đây ở đây dưới có cái thể lõm mình thôi. đây 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 đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Đường này bên này có không? Có. Có, thì do đó mình thể hiện đường đây là đường khuất đi ngang qua này, đúng chưa các bạn? Được chưa? Đủ chưa? Rồi, nếu như mà đã đủ rồi thì mình tiếp tục là mình sử dụng các cái đường dựng hình mình dựng xuống. Kể cả đường tròn nhé, đường tròn thì chúng ta sẽ lấy theo dựng theo cái đường kính này xuống cho bạn, cho thầy. Tương tự điểm này. Rồi,
các bạn cũng nhớ cho thầy từ điểm này các bạn vẽ thầy đường thẳng ngang ra để chúng ta lấy. Đây. Ở đây mình quan tâm đầu tiên là đến kích thước của cái bề rộng 35. Như vậy bạn sẽ lấy cho thầy dựng một đường song song với đường này và cách đường này một đoạn là 35. Chính là bề dày của cái đường này. Được chưa? Đấy, cứ dựng cho thầy bao trước. Rồi bây giờ mình mới tính được các đường song song ở phía bên trong. Song song này đây là 15, thì đây là 15 thì như vậy đoạn này đến đây là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Bên này là mấy? Là 10. Là 10. Bạn chỉ cần vẽ cho thầy đường line lấy kích thước từ điểm này xuống đây một đoạn là bằng 10 và kéo nó ra đúng bằng cái bề dài, chiều dài của nó là đoạn này. Tương tự. Tương tự. Kéo đoạn này đến đây một đoạn bằng 10 và kéo nó đến đây. Chính là cái chiều dài cho nó. Được chưa? Đủ chưa? À, ở đây chúng ta còn thiếu một đường của cái cung tròn này nữa, đúng không? Mà chúng ta dựng từ trên xuống nữa này. Đây. Được chưa? Rồi, tương tự giống bài kia, đường chỗ này là đường của cung tròn. Thì mình sẽ vẽ một đường tâm sang để xác định, đúng không? Xác định từ trung điểm chỗ này xác định được không? Từ đoạn này vào đây chính là 17.5, xác định được không? Dạ được. Được. Lấy từ điểm này vô đây là 17.5. Đấy. Và nối điểm sang đây để có được cái tâm cung tròn. Hai hàng này giao đâu thì nơi đây chính là tâm xoay của cái cung tròn. Đủ chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi thì mình tiến hành mình nối nó lại, đúng không? Rồi, bây giờ mình nối điểm, mình chuyển qua cái đường nét bao. Rồi, nối này. Thứ nhất, nếu như mình nối từ điểm này thì mình nhìn xem từ đây xuống đến đây có phải là đường thấy không? Có bị ngắt quãng không? Dạ không. Không. Ở đây mình nhìn thấy ở trên thì nó ngắt quãng như thế này, đúng không? Nhưng thế phía đúng. Dưới mình lại phải chú ý đến phía dưới nó còn một cái đế này, phải không? Đấy, do đó đường này sẽ là đường nối thẳng điểm này đến đây. Rồi, nối đến đâu nữa? Có nối xuống đây không? Có. Và đi vào đây một đoạn là bao nhiêu? Bảy mấy? Bảy rưỡi. Bảy rưỡi. Đúng chưa? Đó. Tương tự như bên này. Cũng vào đây và xuống đây một đoạn chính là 7.5. Được chưa? Có được điểm này với điểm này luôn, mình vẽ cung tròn luôn được không? Được không? Dạ yeah, được. À, mình có thể là xoay được ngay cung tròn ngay gì đâu. Đây. Được chưa? Và nhớ rằng là thêm đường center line vào nhá. Nhớ lại đường tâm vào, không lại quên. Rồi, bây giờ tính đến vị trí của đường này. Đường này có phải là mình đã xác định được chiều dài và xác định khoảng này không? Như vậy mình chỉ nhìn thấy mặt này. Như vậy mặt này xuất phát từ đây. Đến đây thôi hả? Đi qua nữa. À, nếu đến đây là chúng ta chỉ thấy được cái mặt này thôi, đúng chưa? Nhưng mà mặt này là mặt nghiêng, khi mình nhìn từ trên xuống nó cũng là một mặt. Mặt nghiêng. Mặt phẳng. Mặt phẳng, đúng không? Phẳng. Đấy, bạn cái mặt phẳng này nó nối đến vị trí điểm này là điểm cuối của nó, thì chúng ta sẽ nối đến đây. Nối vào đây. Sang đây không? Hay nối sang đây? Nối lên đó. À, nối lên. Lên. Đúng rồi. Tương tự. Đúng không? Và ranh giới là đường này. Ranh giới giữa hai mặt là đường này. Như vậy mình sẽ nối đường này lại. Phải không các bạn? Như vậy chúng ta có mặt này và đây là mặt này, đúng chưa? Dạ đúng. Ờ. Rồi. Thiếu gì nữa nào? Đường tâm của cái tròn đặc biệt. Thứ hai cái
hai cái đường khuất. À, hai đường khuất ở đây chính là cái chiều dài cho cái lỗ đó đúng không? Như vậy chiều dài lỗ khuất là mình vẽ đường tâm là nối từ đây qua đây hay sao? Dạ không. Mà mình nối tới đâu thôi? Tới này thôi đúng không? Phải chỗ này không? Phải. Tương tự ở đây, tương tự ở đây và tương tự ở đây. Được chưa? Thiếu gì nữa? Đường tâm. Đúng rồi. Cái mà thầy luôn luôn nhắc chính là đường tâm của cái lỗ này. Đây là đường tâm theo cái đường kính của đường tròn, mình thể hiện cái đường kính. Còn ví dụ đây mình thể hiện cho cái lỗ chiều sâu, đúng không nào? À. Đấy. Tương tự bên này. Đủ chưa? Đủ chưa? Được rồi. Rồi, khi có được đường này xong thì mình lại chuyển thành đường dựng hình mình dựng, đúng không? Rồi, tương tự. Rồi. Tương tự. Thầy nhắc lại là gì? Ở đây là thầy dựng những cái đường dựng hình này cho nó dễ, các bạn dễ hình dung. Còn nếu như các bạn nào đã hình dung được nhá, thì các bạn không cần phải sử dụng đến cái đường dựng hình này cũng được. Các bạn có thể vẽ luôn nhìn thấy ha. Rồi. Đấy. Rồi như vậy là chúng ta đã có được cái vị trí của các điểm rồi. Rồi mình nhìn kích thước bao hình của nó này. Mình nhìn kích thước bao hình của nó. Nếu tôi xuất phát từ điểm này lên, nếu tôi xuất phát từ vị trí của điểm này lên thì tôi đi lên trên thì nó có phải là một đường liền không? Có bị ngắt quãng không? Có không? Chưa không. Rồi đi sang đâu? Sang đây. Dạ không. Tới đâu? Tới đây hay là tới đây? Hoặc tới đâu thì. Rồi, có phải tới đây thì mình nhìn nhìn này, mình nhìn này. Đó, mình nhìn thì nó chính là cái điểm này. Và xuống đến cái chiều cao của nó là chính là điểm này, là đường này. Phải không các bạn? Phải không? Phải chỗ này không? Phải chỗ này không? Tương tự. Phải chỗ này không? Phải chỗ này không? Phải chưa? Hay là kéo xuống dưới? Hay là kéo xuống dưới? Kéo ngang thầy, kéo ngang. Rồi. Đứng ngang. Một đường thẳng nối ngang từ điểm này qua, nối ngang từ điểm này qua đây hay là nối một đường thẳng từ đây qua đây? Ngang từ bên này qua bên kia luôn. À, xuyên suốt luôn đúng không? Có phải chỗ này không? Dạ, đúng. Dạ xuyên suốt luôn. À, bởi vì cái đường này này và những cái đường này này thì nó trùng với đường này đúng không? Mặc dù dạ, chỗ này rồi. Không có đường ngang nhưng ở đây nó vướng vị trí của cái lỗ đúng không? Của cái cung này đúng không? Thì do đó đây là một đường đường thấy. Rồi từ đây sang nó là chia mặt này. Thì các bạn dễ rồi. Đấy, chia mặt thứ nhất. Đấy, và chia mặt thứ hai đây. Đúng không? Như vậy mặt này là đây. Mặt này là đây. Và đây là đây. Và đây là đây. Đủ chưa? Còn cái đường thấy ở dưới. Đường thấy ở dưới là thể hiện cho cái đường kính của lỗ đúng không? Có phải đường này không? Phải. Rồi.
Hết chưa? Hết đường thấy chưa? Hết rồi. Rồi, bây giờ là nên chúng ta tính đến đường nét khuất này. Nét khuất ở đây chỉ có đường thể hiện cho gì? Chiều sâu của cái lỗ đúng không? Như vậy từ đây đến đây đã xác định được đường kính của lỗ đúng không? Thì mình chỉ việc là nối đường nét khuất này từ điểm này qua đây. Phải không? Có thấy đường, có thấy được được cái lỗ này không? Dạ không. Đấy, nhớ cho thầy nha. Và thể hiện đường tâm cho nó. Đủ chưa? Đủ chưa? Thiếu gì nữa không? Đúng rồi thầy. Thiếu gì biết không? Thiếu đường tâm chỗ này đúng không các em? Phải không? Chưa phải. Rồi, như vậy sau khi đã đẩy đủ xong thì mình tẩy bớt đường này đi. Đây là ba hình chiếu của nó. Rồi, sau khi thực hiện xong ba hình chiếu thì các em ghi kích thước vào. Đấy. Đây, kéo dài chỗ này ra. Chúng ta còn có một kích thước là vị trí chỗ cái tâm lỗ nữa. Chưa? Và đường kính cho cái lỗ đó. Ở đây là đường tròn thì mình ghi phi nha các em. Em nhớ cho thầy nha, đường tròn thì mình ghi phi nha. Cung tròn này mình mới ghi R nha. Rồi, tương tự. Rồi, đây là cung tròn thì mình ghi R. Nha. Nhớ là các em đảm bảo cái khoảng cách này nó xa xa ra một chút, bởi vì chúng ta thể hiện kích thước trên hình chiếu đứng này rất là nhiều. Được chưa các em? Đấy, đủ chưa? Đủ kích thước chưa? Đủ kích thước chưa? Đủ chưa? Cái này nữa đúng không? Nhìn cho thật kỹ vào nha, để soát các kích thước cho nó đủ nha các em. Đấy. Được chưa? Đủ chưa các em? Trả lời. Rồi.